Thưa quý vị, tối qua ngày 18 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc thành lập thị xã Việt Yên là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Chủ tịch Quốc hội gợi ý Việt Yên cần huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, khoa học công nghệ với phương châm chiêu hiền đãi sĩ, hiện tài là nguyên khí quốc gia. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Việt Yên được thành lập với diện tích 171 km², dân số 230.000 người, gồm 9 phường và 8 xã. Đến nay, Việt Yên đã vươn lên trở thành điểm sáng của tỉnh Bắc Giang và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 19,94%, bình quân giai đoạn 2020-2023 đạt 25,56% một năm. Cơ cấu nông nghiệp chiếm 98,98%, thu ngân sách nhà nước vượt 39% so với dự toán. Những kết quả này đã góp phần đưa tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, vững chắc, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh trong năm 2023 dẫn đầu toàn quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc thành lập thị xã Việt Yên là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới của tỉnh Bắc Giang trên con đường phát triển và hội nhập, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thị xã Việt Yên cần tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền thị xã, xây dựng chính quyền điện tử, ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là các khu công nghiệp, khu đô thị. Ông cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang quan tâm đến phương án đề án sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, dân số, chất lượng đô thị, song cân nhắc kỹ truyền thống lịch sử, văn hóa, tự nhiên, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.